Đây chính là cái hộp giày Puma mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Mình đã mong chờ nó rất là lâu rồi. Và đây là cái hộp cực kỳ là đẹp, hộp Puma màu xanh. Đây là một chiếc hộp rất đơn giản của một đôi giày mà mình nghĩ rằng là cực kỳ đẹp và đáng mua. Một đôi giày mà các bạn có thể mua để thay thế cho đôi Jordan 3. Chúng ta đã biết rằng là ở trong thời gian gần đây thì những cái đôi Nike Air Jordan ấy nó bắt đầu bị giảm chất lượng về mặt chất liệu sản xuất đi. Thế nên là khi mà chúng ta mua những đôi Jordan về, mặc dù giá nó bây giờ đã rẻ hơn ngày xưa rất nhiều rồi, nhưng khi mua về chúng ta thấy rằng là cái chất liệu, cái độ hoàn thiện của nó không được quá tốt, không được quá xịn như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng ta có thể mua những cái đôi Puma như thế này để thay thế, mà mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái đôi giày cực kỳ đẹp và xứng đáng để các bạn sở hữu. Đây chính là đôi giày của chúng ta, Puma Slipstream anh em nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là cái thiết kế của nó, cái cảm giác nó mang lại cho chúng ta thì khá là giống với cái đôi Nike Air Jordan 3. Mà cái giá của đôi này thì thật sự là nó tốt hơn rất là nhiều so với Air Jordan 3. Các bạn có thể order ngay bây giờ với mức giá không tưởng là 1.600.000. Hãy order ngay tại sản phẩm anh ghi nhá. Và với cái đôi giày này thì mình xin nói lại luôn với các bạn là nó có một cái nhược điểm. Đó là bộ đế của nó tương đối là cứng khi chúng ta mới mua về. Đây, mình có thể bẻ thử cho các bạn thấy. Mình bẻ một cái lực khá là mạnh rồi nhưng bộ đế gần như là không thể bị cong. Vậy nên rằng khi chúng ta đi vào chân thì chúng ta cũng có cảm giác rằng nó sẽ tương đối là bó cục vào chân và hơi cứng chân một tí ở trong cái thời điểm ban đầu. Thì chắc chắn rằng nếu như các bạn đi và các bạn on fit trong khoảng 2-3 tuần gì đấy thì nó cũng sẽ bắt đầu giãn ra, nó cũng sẽ bắt đầu có một cái sự đàn hồi tốt hơn, một cái sự linh hoạt hơn và cho chúng ta một cảm giác đi thoải mái hơn. Nhưng khi mới mua về thì các bạn phải chấp nhận là nó sẽ hơi cứng chân một tí. Bộ đế này rất là cứng nhá. Đó là cái nhược điểm. Còn tất cả mọi thứ còn lại trên đôi giày này thì mình thấy rằng nó đều rất là ổn định và cực kỳ là tốt. Đầu tiên là giá tốt này, sau đấy là đến cái thiết kế cực kỳ là đẹp, trông rất là trẻ trung năng động. Mà kể cả các bạn có một cái phong cách ăn mặc nó tương đối đơn giản một tí thì đây cũng là một đôi giày rất là dễ đi. Về chất liệu, đôi giày này cũng là một cái chất liệu rất là tốt. Ở đây nó sẽ có hai chất liệu chính, nó sẽ là da và da lộn, cực kỳ là đẹp. Thì cái phần da đây nó cũng là một phần da rất là thú vị khi mà nó được làm, nó được xử lý theo nhiều cách khác nhau. Mặc dù cùng là một chất da, tuy nhiên cái phần toolbox này chúng ta thấy cái phần da này nó được xử lý nhẵn nhụi, không hề có một tí nhăn nheo nào ở đây cả. Nhưng đến cái phần bên dưới này, phần này nó lại đã bắt đầu hơi nhăn một tí rồi. Rồi đến cái phần giữa này thì nó còn nhăn hơn nữa. Thì nó làm cho cái cảm giác khi chúng ta nhìn vào, chúng ta cầm vào, chúng ta sờ vào đôi giày này, nó có một cái sự cao cấp, nó có một cái sự chi tiết, một cái sự chỉn chu cao hơn. Và không chỉ có cách xử lý da như vậy nhá, mà ví dụ như là ở các cái thiết kế phần xung quanh này, đường viền đây, chúng ta thấy rằng là Puma họ đã làm thêm những cái đường viền màu đen để tạo cho cái đôi giày này một cái điểm nhấn nó tốt hơn. Các bạn tưởng tượng như nếu như ở phần này nó không có cái phần màu đen này thì đây sẽ là một cái đôi giày trông nó rất là phẳng, nó không có nhiều điểm nhấn ở cái mặt bên hông này. Với chất lượng của da nhá, thì chất da này là chất da cực kỳ đẹp. Mình sờ mình thấy rằng nó rất là mềm mại, có một cái độ hồi form tốt. Và đây sẽ là một cái da mà mình thấy rằng là các bạn có thể sử dụng một cách lâu dài, hoàn toàn là ổn định luôn. Tất nhiên là cái da này thì khi các bạn sử dụng lâu dài thì nó cũng sẽ hơi nhăn nhăn một tí, nhưng mà chả sao cả. Bởi vì sao? Puma họ đã làm cái phần này nó nhăn rồi, thì nếu như cái phần này nó bị nhăn thì nó cũng sẽ rất là ăn nhập với đôi giày, không sao hết các bạn nhá. Rồi chúng ta nói thêm về phần chất liệu khác, đó chính là da lộn phần sau gót này. Thì cái phần da lộn này nó có một cái màu cực kỳ là đẹp. Đây là cái màu có thể gọi là màu xanh đen hoặc là màu xanh tím than. Và ở ngay chính giữa nó sẽ có một cái con báo màu vàng. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có một vài cái đường gạch ngang ở đây nữa. Đó là một cái thiết kế rất là đẹp và nhã luôn, mình phải nói là nhã. Và đây là một cái chất da lộn mà mình sờ mình cảm nhận nó mềm như kiểu nhung vậy các bạn ạ. Về mặt chất liệu không có gì để chê cả ở trên cái đôi giày này. Chúng ta nói thêm một chút về mặt lưỡi gà đi. Lưỡi gà ở đây nó sẽ có một cái con tem là Puma Slipstream. Rồi đây là INVDR, mã hiệu của đôi giày nữa. Rất là đẹp nhá. Cái phần này nó màu đen, nó làm bằng da và nó sẽ được làm cái chữ này màu vàng. Nhìn rất là nổi, đẹp mà vẫn nhã nhặn. Và khi mà chúng ta đi lên chân ấy thì cái lưỡi gà nó sẽ được kéo cao lên như này. Thì nó sẽ làm cho một cái đôi giày này nó có một cảm giác rằng là nó cao hơn, nó giống với cả form giày bóng rổ hơn. Nó cực kỳ là đẹp. Cái lưỡi gà này ở đây thì nó được làm bằng da ở mặt bên ngoài. Da này giống với cả phần da ở phần toe box này, giống hệt luôn vì là nó là một cái da nhẵn nhụi. Rồi mặt bên trong thì nó được bọc vải mesh. Thì đây là cái vải mesh mình cảm nhận rằng nó cũng có một cái độ thoáng đãng rất là cao, một cái độ mềm mại. Khi chúng ta đi lên chân thì mình sẽ cảm thấy rằng là nó rất là thoải mái. Ở đây nó cũng sẽ có một con tem để các bạn có thể đọc được thông tin của đôi giày. Sẵn tiện nói về lưỡi gà, chúng ta sẽ nói luôn về mặt bên trong. Thì đầu tiên là cái phần bao quanh cổ chân của chúng ta, nó sẽ là một cái chất liệu vải mesh nhưng được bọc đệm một cách cực kỳ là cẩn thận và êm. Đây, các bạn nhìn thấy rằng mình bóp vào
nó rất là êm. Và tất nhiên là nó cũng sẽ có đệm lót, mình đã tháo trước ra rồi. Đây chính là phần đệm lót của đôi giày. Đệm lót thì nó có một cái logo Puma Slipstream ở đây, và nó sẽ được bọc một lớp vải mesh mỏng ở phần bên trên này để chúng ta đi lại nó thoáng hơn. Và bên dưới của nó thì sẽ là một cái phần foam xốp màu xanh. Thì cái này nó không quá dày đâu, nhưng mà cái độ mềm của nó mình thấy là rất vừa phải để chúng ta đi lại có một cảm giác nó thoải mái. Nói thêm về cả dây giày nữa thì đây là một cái dây giày, nó không phải là dây giày dạng vòng hai lớp, nó chỉ là dây giày một lớp rất là cơ bản thôi. Tuy nhiên thì mình có thể thấy rằng là các người ta dệt cái dây ở đây là khá đẹp, các cái thớ chỉ là nhìn thấy nó rất là rõ và có một cái cảm giác phù hợp với cả phần nhăn của da ở phần bên hông này. Đó là cái điểm hay của đôi giày này mà mình thấy rất là thích. Rồi, và đó là phần bên trên của đôi giày. Chúng ta sẽ đến với bên dưới đế. Thì cái đế giày ở đây như mình đã nói lúc đầu, nó có một nhược điểm lớn là nó rất là cứng. Nhưng bù lại cái việc cứng như thế thì chắc chắn đây sẽ là một cái đế giày rất là bền và đảm bảo các bạn đi lại lâu dài sẽ không lo phải bị giã đế hay là bị bất cứ một vấn đề gì cả. Dưới phần outsole chúng ta thấy rằng cái đế này là một cái đế rất là đẹp theo kiểu robot ngày xưa, rất đẹp, mình đã nói trong video trước kia khi review đôi giày này rồi. Thì video này cũng không hẳn là review mà đây mình muốn unbox, mình muốn giới thiệu thêm vào những cái chi tiết ở những đôi giày này thôi. Thì mình muốn các bạn có một cái cảm nhận nó thực tế hơn theo góc nhìn của cá nhân mình, nó không chỉnh sửa quá nhiều. Các bạn nhìn từ đầu chí cuối đôi giày này thêm một lần nữa sẽ thấy rằng là đây là một đôi giày rất là đẹp nhá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Và đó là những chia sẻ của mình về đôi Puma Slipstream màu trắng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.